Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Cuốn sách quý. Có một lão sư nổi tiếng thông thái, nhiều người nghe danh mến mộ, nô nức đến xin làm đệ tử. Thưa thầy, thầy có thể cho tụi con được sáng tỏ triết lý cuộc sống của thầy không ạ? Hãy sống với hiện tại. Triết lý của thầy nghe đơn giản quá ha. Tôi đang nghĩ đó phải là một thánh triết cao siêu hơn chứ. Thưa thầy, xin thầy hãy chỉ giáo cho tụi con triết lý sâu xa hơn đi ạ. Có như thế thì mới thỏa mãn lòng ham học của tụi con. Điều thầy nói quả không sai, nhưng coi bộ có phần đơn giản quá so với những gì chúng con kỳ vọng. Ừ, được thôi. Đợi ta tra cứu trong sách Thánh Hiền rồi sẽ trả lời các trò. Nghe đồn thầy có một pho sách dài cộm, trong đó ghi chép đủ hết những lời vàng ý ngọc của Thánh Hiền. Cuốn sách đó quý lắm, nên thầy cất giữ kỹ lưỡng và cẩn thận lắm đó nha. Thế thì tụi mình phải đợi thầy tra sách cho rõ ngọn ngành các huynh đệ ạ. Thưa thầy, trong sách Thánh nói thế nào về điều tụi con đã hỏi đó ạ? Hãy sống với hiện tại. Dường như thầy mình không biết gì cả, hỏi gì cũng chỉ đáp có một câu cũ rích. Đến con nít cũng nói được. Tôi nghĩ ông không biết gì ngoài cái câu hãy sống với hiện tại đâu. Mà hình như ông chẳng giỏi hơn tụi mình là bao. Có hay chăng là cuốn sách kia kìa. Nếu như chụp được cuốn sách đó thì tụi mình đều có thể làm thầy hết cả. Bọn ta đâu có phải là kẻ ngốc đâu mà ông cứ nói hoài, hãy sống với hiện tại chứ. Nói thế, dạy thế, thì thử hỏi, ai mà không làm thầy được? Mình ráng cư xử cho lão sư đẹp dạ, biết đâu tới hồi lão chết, lão sẽ tặng mình cuốn sách quý thì sao? Hoặc giả lão không tặng thì mình cũng sẽ nhanh tay đoạt lấy. Thế là mình có thể làm thầy ngon ơ. Đường hoàng kế vị lão sư, thu nạp môn đệ, giải quyết mọi rắc rối khó khăn cho thiên hạ. Ôi cha cha, tới lúc đó mình tha hồ mà nở mày nở mặt. Thời gian trôi qua, lão sư mỗi ngày một già yếu. Thầy ơi, thầy ráng lên, huynh đệ tụi con nhất định sẽ đi tìm thuốc tốt về chữa bệnh cho thầy. Ta đã đến tuổi gần đất xa trời rồi, sinh tử cũng là lẽ tự nhiên. Chỉ có di ngôn này để lại, các con hãy ghi nhớ lấy. Hãy sống với hiện tại. Cũng chỉ tại hai người tham lam, nếu không giành giật với ta, thì há chẳng phải cả ba đều được đọc sách quý không? Giờ sách rách nát hết rồi, tìm đâu ra điều cần tìm nữa chứ? Ngươi cũng cùng một ruột với bọn ta mà còn lên giọng dạy đời. Giờ sách rách rồi, còn đổ lỗi cho bọn ta là cớ làm sao? Thôi thôi, các ngươi đừng cãi vã nhau nữa. Lại mà coi đây nè. Toàn bộ cuốn sách quý dài cộm kia chỉ là giấy trắng, bên trong không có một chữ nào. Ngoại trừ hàng chữ ghi ngoài bìa, hãy sống với hiện tại là bút tích của lão sư. Thì ra sự thông thái của thầy và tinh hoa cuộc sống chính là hãy sống với hiện tại. Sống với hiện tại là mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe nhưng không chạy theo. Vẫn biết rõ ràng nhưng ta có tự chủ, không nảy sinh tình yêu ghét. Nhờ vậy mà lòng tĩnh lặng, bình an. Sống với tâm thái này mới cho ta niềm hạnh phúc, giúp ta xử lý mọi việc đúng đắn, yêu thương tự nhiên, khoan thứ, dễ dàng.